Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, Bộ trưởng Thương mại Chan Thon Sun của Campuchia đã phát biểu: "Chính phủ sẽ đưa nước này bước vào giai đoạn mới, biến Campuchia thành một nước có thu nhập trung bình vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Việt Nam cũng có chung mục tiêu sẽ trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Vậy, hãy cùng làm một chút so sánh nhẹ về kinh tế giữa hai nước, để xem Campuchia có bắt kịp Việt Nam sau 25 năm nữa hay không. Nhìn trên thực tế, theo Ngân hàng Thế giới vào năm 2019, Việt Nam hiện đang đứng hạng 46 về kinh tế với 262.000 triệu USD, còn Campuchia đứng thứ 103 là 27.000 triệu USD, tức là gấp gần 10 lần. Về tốc độ tăng trưởng GDP, của Việt Nam là 7%, còn của Campuchia là 7,1%, xem như là ngang nhau. Nhưng nên nhớ rằng, với mỗi 1% tăng trưởng của Việt Nam sẽ là 2.620 triệu USD, còn của Campuchia chỉ là 270 triệu USD. Với cách biệt lớn như vậy, về cơ bản, Campuchia sẽ khó vượt qua Việt Nam chỉ trong thời gian vài thập kỷ. Tiếp đến là các lý do khách quan nhưng lại là mấu chốt dẫn đến việc Việt Nam sẽ luôn có vị thế dẫn trước so với Campuchia. Thứ nhất, Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Đông Á với các đức tính làm lụng siêng năng cả đời và tiết kiệm hết mức như Nhật, Hàn, Trung. So với văn hóa Phật giáo thiên về sự an lạc và bình yên như Campuchia. Thứ hai, người Việt Nam có trình độ học vấn cao và có sự gần gũi ngôn ngữ với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Vì tiếng Việt được xếp vào các thứ tiếng có lợi nhất khi học tiếng Anh hay tiếng Trung. Nhờ đó mà Việt Nam có thể tiếp cận và phổ biến công nghệ và khoa học kỹ thuật cho toàn dân dễ dàng hơn Campuchia rất nhiều. Một lý do khách quan nữa đó chính là dân số. Trong khi Việt Nam sắp vượt ngưỡng dân số 100 triệu thì Campuchia chỉ mới đạt xấp xỉ 17 triệu trong năm 2019. Dù dân số không nói lên sức mạnh về kinh tế, nhưng nếu cộng với việc dân trí cao thì Việt Nam trong tương lai sẽ sở hữu lực lượng lao động lớn và có tri thức, là chìa khóa cho mọi sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Từ các yếu tố khách quan trên, Campuchia sẽ khó lòng vượt qua Việt Nam dù có nguồn tài nguyên xấp xỉ nhau. Thay cho lời kết, mình sẽ xin nói về việc Campuchia đang quá coi trọng hình thức mà không tập trung vào phát triển yếu tố con người như Việt Nam. Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, nhưng Campuchia vẫn có thể hoàn thành sân bóng 168 triệu USD với 75.000 chỗ, đẹp và hiện đại, sánh ngang với sân vận động Wembley hay Old Trafford của châu Âu. Trong khi ở Việt Nam, sân vận động lớn nhất là sân vận động Cần Thơ với sức chứa 60.000 người và xây dựng tận từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, sân vận động này của Campuchia xây dựng với nguồn kinh phí phần lớn được tài trợ từ Trung Quốc. Mà như các bạn biết, Trung Quốc sẽ không cho không bất kỳ nước nào cái gì, mà sẽ luôn dựa trên lợi ích nào đó. Mà cụ thể là lợi ích gì thì mình sẽ để dành để nói ở các video sau. Cho nên, không thể nhìn thấy Campuchia có những cái mới, lớn và đẹp sẽ đồng nghĩa với việc Campuchia sẽ có thể vươn lên phát triển hơn Việt Nam. Vì vậy, hãy cứ tự tin rằng Việt Nam sẽ đúng như lời Bác Hồ dạy, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, trở thành nước hàng đầu thế giới.